Xin chào mọi người. Nhắc tới phân khúc gầm cao hạng B tại thị trường Việt Nam, rõ ràng khách hàng đang có quá nhiều sự lựa chọn. Song, mỗi mẫu xe đều có những ưu nhược điểm riêng và đứng ngay cạnh mình đây là Toyota Yaris Cross cũng không phải một ngoại lệ. Ngày hôm nay, mình đang có một người em quan tâm tới mẫu xe này và vẫn còn một vài lăn tăn nhất định. Chính vì thế, chúng ta hãy cùng gia đình em ấy trải nghiệm kỹ lưỡng về mẫu xe này cũng như đối diện thẳng vào những vấn đề còn đang bỏ ngỏ. Mình là Ti Anh và chào mừng các bạn quay trở lại kênh YouTube Auto Pro. Xin chào, bây giờ lâu lắm không gặp hai vợ chồng, khỏe không? Dạ, có khỏe anh ạ. Hôm nay thỏa ước nguyện nhá, thì anh đã mượn được chiếc Yaris Cross này trước khi hai vợ chồng quyết định mua hay không. Dạ. Thì bây giờ anh em mình sẽ đi một chuyến camping nho nhỏ. Dạ, ok anh. Giới thiệu mọi người thì đây là vợ chồng nhà Hà, được cái lại song Hà. Đây thì Hà đang làm trong lĩnh vực bất động sản, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm kỹ hơn chiếc Yaris Cross. Dạ. Ok, bắt đầu okay. Đi thôi. Dạ. Đến với câu hỏi đầu tiên đi, thì lý do gì mà hai vợ chồng lại đang nhắm đến chiếc Yaris Cross này? Cũng chia sẻ thật với anh thì là gia đình em cũng chưa có ô tô. Cũng muốn tìm hiểu để mua được chiếc ô tô đầu tiên. Hai vợ chồng lại có thêm một cái sở thích nữa là muốn cùng nhau đi chơi xa, đi du lịch, đi ngắm cảnh. Nên là cũng muốn tìm hiểu chiếc xe vừa phù hợp cho nhu cầu đi lại hàng ngày trong phố. Ok. Cũng vừa phù hợp với nhu cầu là đi chơi xa để mang được nhiều đồ đạc chở cả gia đình đi chơi. Ví dụ như vừa xong ấy là em có cất đồ của bé con vào trong cốp, anh đã để sẵn bộ đồ camping rồi. Thì em thấy cốp như thế thì nó có phù hợp không? Như thế là quá phù hợp. Quá phù hợp rồi. Ok. Rất nhiều đồ, như là mình muốn camping thì xem mình sẽ phải mang lều trại, cũng mang bàn, mang ghế. Thêm những đồ đạc cá nhân nữa. Rồi vali, quần áo các thứ chứ đúng không? Nếu mà cốp cảm thấy phù hợp rồi thì anh thấy như này nhá, với cả một cái xe nhỏ và gầm cao thì đúng thật là bây giờ nó đang là xu hướng. Và thậm chí là cái phân khúc hạng B này đang bán rất chạy ở thị trường Việt Nam. Anh nghĩ rằng không phải là chỉ đi xa đâu mà ngay kể cả mình đi ở trong phố đâu, thì chắc có lẽ là cũng hay phải để xe ở bên vỉa hè rồi cách lên vỉa hè đúng không? Thì một cái xe gầm cao như này thì anh nghĩ rằng là mình cũng sẽ cảm thấy tự tin hơn. Còn một cái nữa thì anh nghĩ rằng đây sẽ là một vài cái ưu điểm của xe đi. Thứ nhất là nó có cảm biến trước sau. Nên là ví dụ mình đi vào những cái chỗ mà hẹp chẳng hạn, mình có căn ke hơi khó thì nó sẽ có những cái tiếng kêu báo hiệu cho mình. Cái thứ hai là có camera 360 độ. Em bấm thử xem nào. Đấy, ngay kể cả khi mà mình đang đi vận tốc cao này, vẫn có thể nhìn được hai bên rìa bánh với cả vạch kẻ đường. Đấy, và đi trong phố thì kể cả vợ chồng hay vợ chồng để cho vợ lái cái xe này, anh nghĩ rằng nó sẽ dễ dàng hơn. Một cái nữa là có thêm công nghệ an toàn chủ động là Toyota Safety Sense. Nó sẽ nhìn qua mắt đọc này để mình có thể giữ làn này, rồi ga tự động thích ứng này, nó sẽ bám theo tốc độ xe phía trước mà nó luôn duy trì khoảng cách. Đấy, và có cảnh báo điểm mù đây. Và cuối cùng một cái này thì không thể nhờ công nghệ được, mà nó là bản thân của nó. Đấy là bán kính quay vòng, chỉ có 5,2m thôi. Nên là nếu như mà em đi trong phố mà em có quay đầu thì anh nghĩ rằng là nó cũng sẽ thuận tiện hơn so với cả nhiều cái xe to. Nhân tiện mình đang lái thì em có tìm hiểu qua về sức mạnh động cơ không? Em cũng chưa tìm hiểu được kỹ. Mà em nhớ là chiếc này loanh quanh tầm 100 mã lực gì đó. Đúng đúng, chính xác đấy. Chiếc này với cả chiếc Vios mà em đã từng chạy ấy, thì nó đều sử dụng động cơ là 1.5 lít hút khí tự nhiên. Nhưng mà chiếc này thì nó rơi công suất vào khoảng 103 mã lực 135 Nm mô men xoắn, kết hợp với hộp số vô cấp DCVT. Vios thì là CVT. Thì hộp số DCVT này nó cũng sẽ có cấu tạo gần như tương đương với chiếc CVT kia, là đều sử dụng cái dây đai cuốn qua poly đấy. Nhưng mà lại có thêm các bánh răng để kết nối giữa đầu ra và đầu vào của hộp số. Nên là nó sẽ có nhiệm vụ là giảm tải cho dây đai hộp số CVT đấy, và có thể tăng thêm sức kéo nếu như mình muốn tăng tốc chẳng hạn. Thế bây giờ em thử tăng tốc xem nào. Em có thấy điểm gì không? Nó sẽ hơi có tiếng vọng vào đúng không? Thì đây sẽ là một chút cái điểm trừ của hộp số CVT. Hộp số DCVT này thì nó sẽ hơi vọng tiếng từ động cơ vào trong khoang cabin. Đấy thôi. Mà anh thấy là em bé về vẫn ngủ ngon đi. Đúng rồi. Ngoài ra thì xe này sẽ có 3 chế độ lái. Dạ. Khi mà em bấm ở trên vô lăng, đấy, em thử đạp ga xem nào. Thấy dính hơn không?
chân ga nhạy hơn đúng không? Đấy, thì đây là chế độ power. Thì khi mà mình sử dụng chế độ power này thì chân ga nhạy hơn và vòng tua nó sẽ được đẩy cao hơn. Nên nếu như mà em muốn vượt chiếc xe khác ấy, em chỉ cần đạp nhẹ thôi đúng không? Là em đã có thể vượt được rồi. Thì em nghĩ rằng tính năng này thì nó cũng khá hữu ích. Nhưng mà hai vợ chồng có đi chơi xa, đi những cái đường kiểu quốc lộ như bây giờ chẳng hạn. Còn nếu mà đi trong phố thì mình sẽ để chế độ eco hoặc là normal. Đấy, mình sẽ đi ở trong phố nó nhẹ nhàng như ở ban nãy mình đã trải nghiệm. Mở cốp lấy đồ nhá. Cái Hà thấy thiết kế của xe như nào? Em thấy thiết kế của Yaris Cross này tương đối trẻ trung, năng động và phù hợp với giới trẻ. Thêm nữa là chúng ta có một bộ mâm tương đối lớn, 18 inch. 18 inch chuẩn. Dạ. Tìm hiểu kinh đấy. Mặc dù là một chiếc xe bé nhưng mà với bộ mâm này thì nhìn sẽ khỏe khoắn hơn và vững chắc hơn. Vững chắc. Thêm nữa là có một hệ thống đèn LED projector khá là sáng. Cái bộ đèn này thì đúng thật là như chia sẻ của Hà đấy, là nó là bộ đèn LED projector, là LED thấu kính. Nhưng cái khả năng gom sáng của nó sẽ tốt hơn so với cả LED chói phản xạ. Đúng rồi. Và chắc chắn là nó sẽ sáng hơn nữa so với cái đèn halogen. Đúng rồi. Ngoài ra thì đây anh em mình cũng đã chia sẻ là có thêm cảm biến phía trước. Đúng rồi. Nhưng mà em có thấy là với một chiếc xe ở ngoài khi mà mình nhìn thì trông nó cũng nhỏ nhỏ, nhưng mà về không gian nội thất thì sau em có ấn tượng không? Thì thấy sau khi ngồi vào xe thì cũng thấy khá bất ngờ vì là mặc dù là xe bé nhưng mà bên trong rất là rộng rãi, thoải mái. Ok. Ngồi gia đình 4 người hoặc là rằng 5 người cũng có thể là ngồi thoải mái được. Rồi, ngay kể cả ghế lái của em nữa là ghế chỉnh điện. Anh nghĩ là cũng hay. Và anh nghĩ rằng nếu mà ấn tượng nhất chắc là màn hình. Đúng rồi. Cái màn hình lớn 10 inch. Cái màn này này anh nghĩ rằng là ngoài chuyện là kiểu camera 360 độ mình nhìn nhá, thì quan trọng nhất là mình có một bản đồ rất lớn. Thì khi mà mình đi xa, hai vợ chồng đi xa chẳng hạn, mình có thể hình dung trước là cung đường ở phía trước nó uốn lượn ra sao thì mình có thể đi tự tin hơn. Hơi mải chơi tí nên bây giờ mới xếp được bàn. Chắc bây giờ anh sẽ hỏi em nốt hai câu cuối nhá. Với những trải nghiệm vừa rồi thì em cảm nhận sao về hệ thống an toàn chủ động Toyota Safety Sense? Hệ thống của Toyota thì có rất là nhiều tính năng. Nhưng mà mình cảm thấy nổi bật nhất nó là tính năng là ga tự động đi theo xe phía trước. Xe phía trước đi nhanh thì xe mình cũng đi nhanh, mà đi chậm lại thì xe mình cũng đi chậm lại. Đấy, ga tự động thích ứng. Thêm tự động thích ứng. Thêm nữa là một cái cảnh báo va chạm trên con đường vừa rồi là mình cũng đã được trải nghiệm một pha, thậm chí đấy là dân mình phanh cho mình đấy, phanh luôn cho mình rồi. Vài tính năng như là cảnh báo điểm mù thì hoạt động cũng khá là suôn sẻ, kể cả khi mình đi trong nội thành cũng như ra đến đường cao tốc. Ok. Anh bổ sung thêm một tính năng mà anh em mình thì chưa được thử, ngoài cái vụ đã tự động phanh lúc nãy rồi. Đấy là có kiểm soát chân ga. Khi mà xe bắt được một xe ở phía trước rồi, nó bắt phát hiện được vật thể rồi, thì cho dù mình có đạp nhầm chân ga thì xe nó cũng không di chuyển. Đấy, thì anh nghĩ rằng đấy cũng là một tính năng khá hay. Còn về hệ thống hỗ trợ giữ làn đường thì anh nghĩ rằng là có thể trong hành trình của mình ngày hôm nay khi mà đi trên đại lộ Thăng Long, những vạch kẻ đường nó chưa được rõ ràng lắm. Nên là lúc hệ thống hoạt động ok, nhưng mà cũng có lúc thì nó chưa được như ý muốn của mình lắm, đúng không? Một câu hỏi cuối cùng đi để chốt video này nhá. Đấy là ý mà em đã lăn tăn với anh từ trước. Đấy là vụ lùm xùm của Toyota Yaris Cross. Thì thực tế thì đúng là có chuyện này. Yaris Cross là nằm trong danh sách đen của đại Hatsu khi mà công bố đấy vào cuối năm ngoái. Nhưng mà thực tế thì không phải mẫu Toyota nào ở thị trường Việt Nam cũng nằm trong danh sách này. Và cụ thể thì mẫu Yaris Cross này ở đây nhá, thì là xe được nhập khẩu trực tiếp từ Indonesia. Nên nó không nằm ở trong danh sách là bán ở ba thị trường Cambodia, Chile và Uruguay. Có thể yên tâm hơn. Em nghe thêm thông tin này thì cũng là yên tâm hơn nhiều. Sau lần trải nghiệm ngày hôm nay với rất nhiều các cung đường từ nội đô xong ra đến siêu cao tốc, thì em cảm nhận là có thể là Yaris Cross sẽ là một sự lựa chọn đáng tin cậy và phù hợp với gia đình nhà em.
anh cũng rất là vui khi mà mang được những cái trải nghiệm thực tế nhất cho em, yeah. cho gia đình yeah. với chiếc Yaris Cross này, yeah. xem là liệu mình có sẵn sàng xuống tiền để mua hay không. Đó. Thì các bạn nghĩ sao về mẫu xe này? Hãy để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.